những vụ án liên quan đến cái chết trắng chưa giảm, còn số lượng người đồng bào tham gia vào tệ nạn này lại ngày càng tăng, từ sử dụng đến vận chuyển ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Quang Văn Tiến, sinh năm 1987, trú tại xã Triềng Lao, huyện Mường La, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Để bắt giữ được đối tượng này, cơ quan công an phải mất rất nhiều thời gian để theo dõi và trinh sát. Trong thời gian gần đây thì công tác liên quan đến ma túy thì diễn biến rất là phức tạp. Thì các đối tượng thì thường vận dụng thay đổi các phương thức từ vận chuyển từ nhỏ lẻ đến lớn. Địa bàn hoạt động thì các đối tượng thì thường là các đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản cũng như là tội về chất ma túy. Còn với đối tượng Quang Văn Ảnh, trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La, bản thân nghiện ma túy, khi mua ma túy về sử dụng, kết nối được với các đối tượng chuyên bán ma túy, Ảnh đã mua về, chia thành những gói nhỏ để bán cho những con nghiện. Mỗi lần mua về thì cũng chỉ cất giấu để trong túi áo thôi ạ, túi áo vắt lên trên tủ thôi, và hành vi của mình là sai với pháp luật. Về cái mối liên kết của các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy thì chúng thường chọn những cái người mà là thân thuộc, thân thích trong dòng họ, dòng tộc để tham gia vào những cái đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nên rất khó khăn cho công tác bóc gỡ, phát hiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng công an huyện Mường La đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 65 vụ, 98 đối tượng. Tang vật thu giữ là 489,07 gram heroin, 5.142 viên ma túy tổng hợp, hơn 4,1 kg thuốc phiện, 19 xe máy và nhiều tang vật có liên quan. Lợi dụng vào những ngày lễ để thực hiện hành vi phạm tội như là tội phạm về tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, chúng thường trà trộn lợi dụng vào những ngày lễ này để vận chuyển. Về cái cung đường vận chuyển thì các đối tượng cũng thay đổi, liên tục thay đổi, lúc thì sử dụng đường bộ, lúc thì sử dụng đường thủy, và thậm chí thì là lựa chọn những cái khoảng cung thời gian mà cao điểm, có thể nói là cái giờ cao điểm mà các đối tượng vẫn tận dụng để vận chuyển ma túy. Ở các địa bàn khu vực cửa khẩu, giáp danh biên giới, các đối tượng giờ không đi theo đoàn mà tập kết ma túy sát đường biên. Khi có đầu mối mua mới lấy về bán, vận chuyển sang Việt Nam. Một trong những nguyên nhân làm cho tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp ở vùng dân tộc thiểu số là do Việt Nam ở giáp khu vực Tam Giác Vàng. Lợi dụng vào địa bàn biên giới, địa hình hiểm trở, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trình độ nhận thức còn hạn chế. Thời gian qua, nhiều đối tượng xấu, đặc biệt là đối tượng buôn bán ma túy thường lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để vận chuyển mặt hàng này. Biết là mặt hàng cấm nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp tiếp tay cho các đối tượng buôn bán. Là người dân tộc Mông, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi các đối tượng thuê vận chuyển và cất giấu ma túy, hai đối tượng Thào Ly Phó và Vàng Mí Co đã đưa ma túy về nhà chờ thời cơ để tìm người mua và vận chuyển số ma túy đi bán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển ma túy, thu giữ 15 bánh heroin. Cũng nghĩ là hoàn cảnh mình khó khăn, mình đông vợ đông con một cái là hoàn cảnh khó khăn, thì mình cũng nghĩ là cấp giấu để xem nó lấy xong nó trả cho ít công để có ít tiền hay không, nhưng mà sau nó lại không đấy. Nó bảo là báo hộ nó thì tôi cũng báo hộ nó tiền, thì cũng báo hộ nó được hơn 100 triệu nhưng tao đưa hết cho nó rồi. Đấy, địa bàn Hà Giang cũng xác định một địa bàn trung chuyển. Đấy, các đối tượng hoạt động trung chuyển ma túy chủ yếu là người đồng bào dân tộc. Đấy, lợi dụng một cái địa hình không gian nó hiểm trở. Quá trình các đối tượng trao đổi với nhau hầu như là sử dụng tiếng dân tộc. Đấy, và đặc biệt là trong quá trình các đối tượng vận chuyển nhau chủ yếu là người cùng đồng bào, người cùng dân tộc với nhau. Đấy, gây rất là khó khăn trong công tác đấu tranh. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà cơ quan công an bắt giữ các đối tượng vận chuyển chủ yếu là người đồng bào. Riêng trong năm 2022, quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ và khởi tố 107 vụ
với 143 bị can. Trong đó, các vụ án khởi tố điều tra có đến 70% bị can là người dân tộc ít người. Các đối tượng đã lợi dụng vấn đề về nhận biết pháp luật của bà con còn hạn chế. Do đó là đã lôi kéo vào cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Vấn đề thứ hai là mặc dù đã được tuyên truyền vận động, tuy nhiên là vì cái lợi nhuận cao, cho nên là bà con cũng bất chấp và tham gia thực hiện những hành vi phạm tội liên quan đến ma túy. Đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một hành trình khó khăn gian khổ. Nhưng nỗi gian truân ấy còn tăng lên gấp bội khi bọn chúng luôn thay đổi phương án hoạt động. Thế nhưng, nỗi khó khăn ấy chưa bao giờ làm giảm được ý chí đấu tranh với tội phạm của những người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tội phạm ma túy ngày càng có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thủ đoạn, vận chuyển ma túy mới. Đã có rất nhiều vụ án, đường dây vận chuyển ma túy lớn đã bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian vừa qua. Nhưng dường như tội phạm ma túy vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật. Phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, đặc biệt là ở những vùng nơi biên giới thì tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy còn nhiều phức tạp hơn. Mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã chặt đứt, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy, nhưng bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, để những điểm ở vùng giáp ranh biên giới không trở thành điểm trung chuyển ma túy.